Em xin kính chào toàn thể các bác ạ à. Chào mừng tất cả các bác đến với kênh youtube Dao Phúc Sen HD, chuẩn dao cao bằng Đến với kênh của em các bác sẽ lựa chọn được những cây con dao Được làm từ những thanh thép chuẩn nhất Có tài sử hiện tại như dòng UAT IFA Chốt tăng và bóng bi các bác nhé những cái con hôm nay em lên cho tất cả các bác ấy, thì hầu như là các em đều có chủ và hàng đã đi rồi tuy nhiên là vẫn có rất là nhiều bác hỏi và ưa chuộng những cái mẫu này thì hôm nay em xin phép các bác là em lên một lần nữa để nhiều bác cùng được biết đến và cùng được thẩm gia đưa cho mình những cái nhận định và đánh giá và lựa chọn cho mình những cái con da phù hợp các bác nhá Đặc biệt với cái ba mẫu là ba mẫu hôm nay em không đánh dấu là một con dao mèo lưỡi 21 và hai con dao găm thì em sẽ để giá khuyến mại cực kỳ là giảm thấp cho tất cả các bác, gọi là tri ân cho tất cả các bác luôn theo dõi và ủng hộ, yêu thương em trong suốt những thời gian em làm kênh và bán hàng các bác nhá Các bác hôm qua thì xưởng lại không đèn dao các bác ạ. Thì là buổi sáng hôm qua thì nghề chợ thì đi chợ mua than, còn đến buổi chiều hôm qua thì may mắn xưởng được xã chọn là cơ sở để thực hiện quay ghi hình và đưa ra những cái chia sẻ kinh nghiệm cùng với cái đoàn Đại học Bách Khoa ở dưới Hà Nội lên và đồng thời cũng là cơ hội để cho anh nhà em là anh Dũng ấy được chia sẻ kinh nghiệm của mình với tất cả các bà con nên là cũng rất là may mắn cho xưởng là được một cái vinh dự như vậy nên là hôm nay em vẫn chưa chưa có hàng mới cho bác hứa hẹn ngày mai nhé các bác riêng ngày mai sẽ lên cho các bác một số con siêu phẩm phong thủy Dòng bay phượng múa luôn ạ à. Em thích lắm, cái con này em rất là ưng luôn Nên là các bác đừng bỏ lỡ một cái video nào của em Các bác nhớ ấn nút theo dõi kênh của em Chia sẻ kênh của em Để nhiều bác trên mọi miền tổ quốc biết đến kênh Và lựa chọn cho mình một cái con dao phù hợp Các bác nha Thôi bây giờ em không nói quá nhiều liên thuyên nữa đúng không ạ? Em sẽ đi vào trọng tâm để giới thiệu cho tất cả các bác những cái mẫu dao mà hôm nay em sẽ mang đến cho các bác chủ yếu là những cái con dao mèo, dao phong thủy, dao tông vừa sử dụng trong gia đình được mà vừa sử dụng trong uh, đi thực được các bác nha. Đầu tiên là một cái con uh, sao Cái dòng này thì em chuyên cho các bác là đi phượt đi câu các bác nhé Con này thì hơi cách tân một chút Lưỡi dài vào 23cm Con này lưỡi dài 23cm Cách chắn đặt cách trừ cái đoạn an toàn Thì lưỡi nó rơi vào khoảng 19cm Lưỡi sắc các bác nhé Có nhọn ở phần đuôi Con này hiện tại em sẽ sử dụng là lòng chốt tăng Riêng với những cái con như vậy em sẽ sử dụng với cái dòng chốt tăng các bác nhé Độ thép thì là hao mòn thấp sử dụng sắc bén nhạy mình không cần phải ra lực quá nhiều khi uh, mình thao tác sử dụng như là chặt cây vót củi vót cành con này độ dày sống lưng là 5 ly bao chặt nặng cho tất cả các bác chặt nặng vừa phải cho tất cả các bác các bác nha chặt, chặt. nếu mà các bác đi rừng thì chặt cây củi được cho các bác phát cây phát củi phát cành được ạ à? đi câu đào hố vót trông được các bác nhá con này làm cá hay chặt cá chặt gà vịt cũng đều rất đảm bảo khi các bác đi rừng đi phượt đi câu con này em báo với các bác giá lưỡi làm Giá là 350.000 một con các bác nhé Các bác có thể làm thêm vỏ Nếu muốn làm thêm vỏ thì các bác cứ liên hệ với xưởng Thì xưởng sẽ giữ con này và để vỏ cho tất cả các bác Đặc biệt là cái vân các bác chú ý hiểu em Con này vân cực kỳ đẹp các bác nhé Con này vân cực kỳ đẹp luôn ạ Hiếm khi có một con mà cả vân đẹp như vậy Con thứ hai cũng là một hệ dao để các bác đi rừng đi phượt đi câu như vậy đối với các bác nào mà muốn sử dụng cái dao hiện đại một chút thì hãy sử dụng những cái mẫu mà mẫu số 1, số 2, số 3 em giới thiệu cho tất cả các bác. Con này em báo giá các bác là 350 000 nghìn các bác nhá. Còn đến với con tiếp theo các bản nó sẽ rộng hơn, bản nó rơi vào 6 cm ở phần rộng nhất các bác nhá. Lưỡi dài vào 25 cm, lưỡi dài 25 cm, độ dày sống lưng 5 ly. Con này cán ốp phun tác đặc biệt là có cái chốt. <laughs> cái cán này vô cùng là cẩn thận và tỉ mỉ này. Có cái g để các bác cầm làm sao chắc chắn nhất có thể. Con dao nó không bị trơn tuột mà đặc biệt tạo điểm nhấn cho cái cán dao. Nó độc lạ và nó khác biệt cũng có lỗ sòn dây cho tất cả các bác luôn các bác nhá. Con này em nó có những cái điểm khuyết điểm g thì các bác thấy cái điểm khuyết điểm g tạo cái độc lại cho con dao của mình các bác nhá. Con dao số 3 em báo các bác là 380 000 ạ. Đến con số 4 nóng là một hệ có lá chắn thép các bác nhá. Cái lá chắn thép này thứ nhất nó đảm bảo an toàn cho mình khi mình sử dụng. Thứ hai là nó tạo cái điểm nhấn cho con dao của mình. Lưỡi con này rơi vào 28 cm các bác nhá. Em báo các bác là 2 400 420.000 con đấy ạ. Còn đối với cái mẫu số 5 thì con thì hiện tại sử dụng dòng thép nhưng mài trắng các bác nhé lưỡi dài vào 30 cm đặc biệt có điểm vót ở đuôi dao cái này nó hơi vót lên một chút trừ cái đoạn an toàn ở dưới có một cái đoạn an toàn là không mài sắc các bác nha con này em báo với các bác giá là 430 nghìn ạ đến qua những mẫu tiếp theo xin phép các bác hôm nay em giới thiệu hơi nhanh một chút bởi vì em cũng đang hơi bận để gói hàng và đặc biệt những con này thì em cũng đã giới thiệu qua ở những cái video trước rồi chỉ là video hôm nay em lên cho các bác một lần nữa để bác nào đang vô tình vô tình hôm nay xem thì cũng có thể nắm bắt được những cái mẫu mới này con này em báo giá các bác là 410.000 con này các bác nhé 410.000 con em đem chồng ra đây ạ còn qua mẫu thì mẫu số 7 thì con này hiện tại là em cũng có cách đặt rồi và em đã gửi gói cách Bác nào ưng thì em vẫn tiếp tục đèn một mã như thế này cho tất cả các bác Một con dao mèo lưỡi dài 30cm có từng đoạn vót vật tạo điểm nhấn cho con dao của mình Cán ốp phun tác chốt 4 đinh, gỗ cầm chỉ, độ dày sống lưng rơi vào 5 ly Con này thì quá là tuyệt vời với các bác nào mà muốn sử dụng đi rừng đi phượt mà nó vẫn đẹp các bác nhá Để treo phong thủy cũng tuyệt vời Con này em báo các bác giá là 420.000 ạ 420.000 con em đang cầm trên tay các bác nhé Đến qua mẫu nó là một con Chapo Chapo lưỡi 30 độ dày sống lưng 5 ly Con này cầm nặng đến 1 cân 2 các bác nhé Đến 1 cân 1, 1 cho các bác chặt nặng Châu bò là các bác chặt được với con Chappo này rồi nhá Cái lưỡi tôi lên rất là cao Đảm bảo cho các bác dùng lâu mòn lưỡi các bác nhé Các bác mà dùng mòn cái lưỡi tôi này thì chắc lâu lắm ạ Cái điểm khuyết ở lưỡi dao thì nó không sắc ở cái lưng ra mà nó hơi tủ cái độ g ở phần cái cán các bác chú ý hộ em từ cái thép đến cái vỏ cố nó tạo một sự thống nhất và có cái đoạn trừ cái phần an toàn như vậy thì cái lưỡi nó rơi vào 29 cm các bác nhá cực kỳ an toàn và đầm tay cho các bác nào muốn sử dụng hạng nặng tay con này em báo với các bác giá là 430.000 một con cho như vậy ạ 430.000 các bác nhá đấy qua đến mẫu số 9 thì em sẽ giới thiệu cho các bác một dòng chopo phiên bản nó hơi cách tân một chút, lưỡi nó hơi căng, bản rộng rơi vào 6. Bản rộng rơi vào 8 rồi các bác nhá. Con này bản rộng rơi vào 8 cm. Độ dài lưỡi rơi vào 28 cm. Con này không đến 30 cm trừ cái đoạn khuyết các bác nhá. Trừ cái đoạn khuyết nên nó không rơi vào 30 cm mà nó rơi vào 28 cm. Bao chặt nặng cho tất cả các bác độ dày sống lưng 5 ly, bao chặt nặng xương ống châu bò cho tất cả các bác đi đường đi phượt đi đi đâu thì các bác chặt nặng cho em các bác nhá. Con này là chặt nặng bản rộng Mài trắng bằng thép nhíp em báo các bác là 450.000 con đấy ạ à. 450.000 con số 9 các bác nhá Còn đến con số 10 nó là một hệ đao Nó tương tự như cái con đao hôm qua em lên cho bác Nhưng mũi nó hơi hết Con này hiện tại sử dụng dòng thép Thép trắng các bác nhá Thép trắng nhưng mà, à, thép nhíp nhưng mài trắng Còn con hôm qua em sử dụng là thép mặt trắng không rỉ các bác nhá con hôm qua em lên là thép trắng không rỉ còn hôm nay em sử dụng là thép nhíp mài trắng bởi vì có rất nhiều bác ưu tiên cái dòng thép nhíp bởi vì cái độ sắc bén của nó con này các bác đeo treo phong thủy thì cũng vô cùng là tuyệt vời có lá chắn đồng vàng cho em các bác nhé có lá chắn đồng vàng có lỗ sỏ dây và có lỗ ở trên dao tạo điểm nhấn cái trừ cái đạn an toàn thì cái lưỡi của nó cũng sắc rơi vào 28 cm các bác nhá à em xin lỗi sắc rơi vào 32 cm bởi vì cả cái lưỡi này là rơi vào 35 cm mà đấy có cái điểm khuyết ra nói chung con dao nó tạo cái điểm nhấn rất là tốt con nào bác nào để treo phong thủy cũng tuyệt vời với cái dòng này bác nào để treo phong thủy thì em thấy không có một điểm nào để chê bởi vì hầu như các bác đặt cái con dao này của em là chủ yếu để treo phong thủy các bác nhá nên em ưu tiên các bác để treo phong thủy là cái thứ nhất còn nếu các bác muốn chặt thái phụ thuộc vào độ nặng của nó bác ưu tiên cho các bác chặt nặng được con này em báo với các bác giá là 560.000 sáu à. mươi 560 nghìn ạ năm trăm con dao số 10 các bác nhá còn đến tiếp theo là ba con em sẽ khuyến mại giảm giá đặc biệt hôm nay em sẽ giảm giá cho các bác cực kỳ thấp luôn. Đầu tiên là một con da mèo lưỡi 21. Con này lưỡi dài 21 độ dày sống lưng 5 ly phần dày nhất bao chặt lại cho tất cả các bác đi rừng đi phượt đi câu có lá chắn. Đặc biệt con này có lá chắn đồng đỏ chốt hai đinh vô cùng chắc chắn đánh chống nhám hai mặt các bác nhé. Đánh chống nhám hai mặt tạo điểm nhấn cho các bác. Quá là tuyệt vời luôn. Đấy. Con này em báo với các bác hôm nay giá sale bình thường em bán là 320.000 đúng không ạ? Hôm nay em sale cho bác 265.000 Ưng ừ, chốt gọi điện cho em đặt hàng Em giữ hàng luôn các bác nhá Tránh cái trường hợp mình gọi sau thì mình lại không còn cái con dao này nữa các bác nhá Em đã sale thì chỉ duy nhất một con duy nhất không lên lại lần hai các bạn Đấy các bác quan sát kỹ hộ em Bác nào đi phượt đi câu không cần quá dài Không cần quá nặng thì chọn con này cho em một sự lựa chọn quá hợp lý luôn ạ Còn tiếp theo là một mẫu dao găm Dao găm thì các bác ưu tiên sử dụng đi phượt rất là nhiều Bên em có bỏ ra các bác nhé Nhưng hiện tại em sẽ sale cái giá này cho các bác này 200, bình thường là em bán 250 nghìn đúng không ạ Hôm nay em sale cho tất cả các bác chỉ còn Chỉ còn 185 nghìn Ưng ừ, thì gọi điện chốt em luôn Em để cho các bác Con này dày sống lưng 5 ly Bao chặt gà vịt làm cá cho bác Đào hố vót trông chặt nhẹ nhàng cho tất cả các bác nha Còn con tiếp theo chức năng của tương tự chỉ là nó khác ở cái cán thôi ưu tiên cái dòng Giao găm bên em sử dụng cái gì ạ vòng bi các bác nhá ưu tiên chỉ có dòng dao găm là vòng bi bởi vì nó đã nhỏ gọn rồi thì phải ưu tiên làm sao dòng thép nó độ hao mòn thấp nhất có thể để các bác dùng lâu dài ít mòn ít trơ lưỡi các bác nhé chỉ ưu tiên dòng dao găm là vòng bi thôi ạ em cũng báo giá các bác sale hôm nay là 285.000 bình thường em bán là 2 à, 185.000 bình thường em bán với các bác là 250.000 các bác nhé các bác ưng con nào lựa chọn con nào thì các bác gọi điện chốt luôn cho em thì em để hàng cho bác. Xin báo với các bác là những cái con hôm nay thì ví dụ như con số 9 hiện tại là em còn một mẫu, con số 3, số 4, số 2, số 1 em còn còn tất cả là em đã có khách đặt các bác nhá. Còn tất cả em đã có khách đặt. Bác nào ưng ừ, gọi điện chốt thì em sẽ để lên thợ, ngày mai thợ sẽ rèn một con như vậy để gửi tới tất cả các bác các bác nhá. Còn hứa hẹn đối với video ngày mai em cho các bác mùng, Em cho các bác chủ yếu bác nào mà yêu dao ấy Mà muốn cái dao đẹp, độc lạ Thì ngày mai em sẽ lên cho bác những cái dòng rồng bay uốn lượn vô cùng là đẹp và ưng mắt luôn Nên các bác nhớ theo dõi kênh của em và đừng bỏ qua bất cứ một cái video nào của em lên nha Đến đây thôi thì em rất là cảm ơn tất cả các bác đã luôn theo dõi và ủng hộ kênh của em Xin cảm ơn các bác rất rất là nhiều Xin chào tất cả các bác và hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau ạ Em xin cảm ơn các bác ạ